Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn 8.000 người bạn đã đăng ký theo dõi kênh. Sự ủng hộ của mọi người là động lực để Mê Khủng Long TV không ngừng cải thiện và sáng tạo nội dung. Video mới sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng là các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Ngày hôm nay tôi sẽ đề cập đến một chủ đề mà có lẽ nhiều bạn thắc mắc từ lâu và dù đã tìm hiểu nhiều nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng. Đó chính là mối liên hệ giữa rồng, một sinh vật thần thoại và khủng long, hay nói chính xác hơn là khủng long phi điểu, những sinh vật đã tuyệt chủng 66 triệu năm trước sau sự kiện tuyệt chủng phân trắng cổ cận. Có lẽ không chỉ một lần mà phải nhiều lần, các bạn đã nghe một lời khẳng định rằng hình tượng loài rồng chính là xuất phát từ hình dung của con người sau khi bắt gặp những chiếc xương hóa thạch của khủng long. Những nét tương đồng giữa ngoại hình của rồng ở cả phương Tây lẫn phương Đông dễ dàng khiến cho sự liên tưởng này càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chẳng phải khủng long có nghĩa là những con rồng khủng khiếp sao? Đâu phải ngẫu nhiên mà người ta gọi những con bò sát tuyệt chủng hàng chục triệu năm trước là khủng long đúng không nào? Vậy thì thực hư của câu chuyện này là gì? Có thật khủng long chính là nguyên mẫu của hình tượng rồng trong văn hóa phương Đông lẫn phương Tây hay không? Ngày hôm nay mời các bạn cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu thật kỹ càng chủ đề này nhé. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Trước tiên, chúng ta hãy làm rõ một chút về khái niệm rồng trong ngữ cảnh của nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Trên thực tế thì rồng như chúng ta biết ở Việt Nam là một hình tượng văn hóa phổ biến trong các nước thuộc khối văn hóa Đông Á, vốn chịu sự ảnh hưởng lớn của nền văn minh Trung Quốc, gồm có Việt Nam chúng ta, Trung Quốc, Nhật Bản và cả Hàn Quốc. Tuy có sự khác biệt đôi chút giữa các nước, giữa các giai đoạn lịch sử nhưng nhìn chung, rồng là một sinh vật có mình dài như rắn nhưng vẫn có chân, thân thường có vảy, miệng giống cá sấu, đầu có sừng và bờm, không có cánh nhưng lại bay vèo vèo uốn lượn đủ kiểu. Rồng được xem giống như thần linh, có sức mạnh phi thường và thường đem đến điều tốt lành, chẳng hạn như mưa thuận gió hòa. Trên thế giới thì rồng của các nước Đông Á thường được so sánh với rồng của các nước phương Tây. Trái với tính thần linh của rồng Đông Á thì rồng phương Tây lại được xem như một con quái vật đáng sợ, có cánh như rơi và biết phun lửa. Kịch bản gặp rồng khá phổ biến mà chúng ta thường đọc trong truyện cổ phương Tây là khi những anh hiệp sĩ có máu liều ăn nhiều lên đường giải cứu các cô công chúa xinh đẹp đang bị giam giữ trong một tòa tháp có rồng canh. Hoặc là rồng sẽ canh giữ những kho báu kích xù để cản trở các hiệp sĩ đến tìm kho báu. Chỉ đến gần đây trong một số tác phẩm văn học mới thì hình tượng rồng của phương Tây mới cải thiện đôi chút, chúng trở thành giống loài cao quý và có tự trọng. Chẳng hạn như trong truyện Eragon, cậu bé cưỡi rồng từng rất nổi trong giai đoạn những năm cuối thập niên 2000 và đầu thập niên 2010. Ai mà đã từng đọc bộ truyện này say mê như tôi thì bắt tay một cái nha. Ngoài ra thì những sinh vật huyền thoại tương tự cũng xuất hiện trong nhiều nền văn hóa khác, chẳng hạn như rồng Ba Tư gọi là Ur, rồng Ấn Độ và một số nước Đông Á thường đồng nghĩa với Naga, rồng Châu Phi vân vân và mây mây. Trên thực tế về bản chất thì rồng phương Đông và phương Tây có thể coi là hai sinh vật khác nhau hoàn toàn. Gọi là rồng phương Tây chỉ đơn giản là vì cách dịch, cũng là dựa trên điểm giống nhau cơ bản chính là ngoại hình giống bò sát của cả hai. Thậm chí là tôi từng đọc một số bài viết đề nghị cần phải dịch chữ dragon trong tiếng Anh khác đi, chẳng hạn như dịch thành chân tinh, đừng dịch là rồng nữa, bởi con dragon là con ác, chuyên hại người, trong khi đó rồng là thần. Mà thôi, chứ nói đúng sai không bàn, chỉ cần bạn hiểu rồng phương Đông và rồng phương Tây là hai con khác nhau. Chúng chỉ có điểm chung cơ bản nhất đó là ngoại hình lấy cảm hứng khá nhiều từ bò sát, dù cũng không giống bò sát hoàn toàn. Chẳng hạn như rồng phương Đông kết hợp hầm bà lằng đủ thứ con, chứ không chỉ có bò sát, còn rồng phương Tây thì lại có cánh như rơi và không phải lúc nào cũng có vảy như bò sát. Vậy bây giờ hãy quay trở lại với chủ đề chính, rồng và khủng long có liên quan gì không? Kể từ sau khi khủng long được con người chúng ta khám phá vào thế kỷ 17-18 và trở thành thuật ngữ chính thức vào thế kỷ 19, đã bắt đầu có những tiếng nói dấy lên giả thuyết rằng khủng long chính là nguồn cảm hứng ban đầu của hình tượng rồng. Lập luận cơ bản của những người ủng hộ giả thuyết này là người xưa có thể đã phát hiện ra xương khủng long, nhưng họ không biết lý giải đó là sinh vật gì và cũng không thấy chúng giống với những sinh vật đang tồn tại, nên đã tưởng tượng ra một sinh vật thần thoại để lý giải những chiếc xương đó, và đó chính là rồng. Một số người tin rằng bằng chứng cổ xưa nhất về việc người xưa đào được xương khủng long là một đoạn văn trong sách Hoa Dương Quốc Chí của tác giả Thường Cư, viết vào khoảng năm 300, cho biết người dân đã đào được long cốt ở vùng đất ở tỉnh Tứ Xuyên ngày nay. Cần biết rằng Tứ Xuyên ở Trung Quốc là một trong những thánh địa của hóa thạch khủng long, với một bảo tàng rất nổi tiếng là bảo tàng khủng long Tự Cống, bảo tàng có số lượng hóa thạch khủng long thuộc hàng nhiều nhất thế giới. Thế nên nếu người xưa có đào được hóa thạch khủng long ở đó thì cũng chả có gì lạ phải không nào? Và đương nhiên xương rồng quý giá là thứ mà người Trung Quốc không thể bỏ qua. Ngay lập tức họ đã bơm thổi cho những thứ họ gọi là long cốt, tức xương rồng, các công dụng thần kỳ chẳng hạn như trị bách bệnh, bổ thận tráng dương. Và thế là những người giàu có sẽ sang bỏ ra cả đống tiền để mua lại long cốt, sử dụng chúng như thuốc và thậm chí là cả thuốc kích dục.
Về cơ bản thì nếu là hóa thạch khủng long thì chúng có chứa khoáng chất, và những khoáng chất này có thể chứa dược tính ở mức độ nào đó, nhưng trong phần lớn trường hợp thì chúng có tác dụng như giả dược, nghĩa là chữa bệnh bằng tinh thần là chính. Vậy thì long cốt có phải là xương khủng long hay không? Khi y học hiện đại phát triển thì người ta đã nghiên cứu các loại dược phẩm được dùng trong y học cổ truyền, trong đó có long cốt. Ngoài ra thì các nhà khoa học và nhà thám hiểm Tây phương cũng rất quan tâm đến những chiếc xương hóa thạch này với hy vọng khám phá ra những sinh vật đã tuyệt chủng mới. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của khoa học hiện đại có thể khiến bạn cảm thấy thất vọng, bởi chúng cho thấy long cốt hầu như không hề có sự hiện diện của xương khủng long, mà thành phần chính là hóa thạch của động vật có móng vuốt cổ đại đã tuyệt chủng. Và hiện nay nếu bạn thử lên mạng tìm các bài viết về long cốt của các tổ chức cơ quan liên quan đến ngành y học cổ truyền, họ cũng viết rất rõ về điều này. Nên nhớ rằng trong lòng đất không chỉ có hóa thạch khủng long, hóa thạch của các nhóm động vật khác cũng rất phổ biến, thậm chí là dễ tìm thấy hơn cả hóa thạch khủng long bởi chúng nằm ở những hệ tầng địa chất có niên đại gần hơn. Và người xưa chắc chắn không có khả năng phân biệt giữa xương của khủng long và xương của các nhóm động vật khác, hay là giữa các nhóm động vật với nhau, nên phải chăng kết quả là họ đã tạo ra một loài rồng có ngoại hình lai tạo giữa nhiều động vật khác nhau, bò sát có, thú có, cá cũng có. Vậy nên, không thể khẳng định rằng khái niệm rồng trong văn hóa Đông Á tương đương với khủng long, bởi bằng chứng nếu có thì cũng rất là lỏng lẻo. Chuyện gần tương tự cũng diễn ra ở phương Tây. Tại một thị trấn ở Áo từng lưu truyền câu chuyện rằng các đầm lầy gần đó có một con rồng canh giữ, nhưng nó đã bị một hiệp sĩ tiêu diệt và chặt đầu. Hộp sọ của nó vẫn còn được đặt ở tòa thị chính của thị trấn. Về sau thì các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu chiếc hộp sọ này và nhận ra nó thực chất là hộp sọ của một con tê giác lông xoăn chứ không phải khủng long. Có lẽ nhiều trường hợp khác như vậy cũng đã xảy ra trên khắp châu Âu. Có một sự thật là ở châu Âu thì hình tượng nguyên thủy của rồng rất khác so với hình ảnh về rồng người ta đưa ra ở thời hiện đại, theo một nhà nghiên cứu về động vật học tên là Marcus Buller. Theo đó thì hình tượng của loài rồng trong các sách cổ ở châu Âu không to hơn các loài thú dữ như sư tử là bao, gần như không có cánh giống như cánh rơi và những chiếc sừng tua tủa cũng ít khi được mô tả là biết phun lửa. Tìm về xa hơn nguồn gốc của rồng trong văn hóa phương Tây, chúng ta biết được từ dragon bắt nguồn từ cụm edracon trong tiếng Hy Lạp, dịch ra có nghĩa là tôi thấy. Người ta có nhiều giả thuyết để giải thích nguồn gốc này, chẳng hạn như loài rồng hay các sinh vật tương tự trong thần thoại Hy Lạp thường được mô tả là có cái nhìn chết chóc, sắc bén, hay đơn giản là từ này dùng để chỉ đôi mắt của loài rắn, vốn không thể đóng được, bởi mỗi con mắt được bảo vệ bằng một mí mắt trong suốt. Và điều dễ thấy là rồng trong thần thoại Hy Lạp thường là những sinh vật tưởng tượng trông giống rắn, kích cỡ cũng không quá to lớn so với con người. Thậm chí là từ dragon đôi khi còn được xem là đồng nghĩa với rắn trong tiếng Hy Lạp cổ. Vì vậy, ở các nước phương Tây thì rồng cũng không đồng nghĩa với khủng long. Chỉ có điều là chúng ta hoàn toàn không thể phủ nhận rằng, ở một thời điểm nào đó, ở một địa điểm nào đó, có người đã tìm thấy xương khủng long và gán chúng cho rồng, sinh vật thần thoại. Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi bức tranh tổng thể rằng rồng ở cả phương Đông lẫn phương Tây là một sinh vật thần thoại tổng hợp từ nhiều thành phần khác nhau. Có hóa thạch của động vật đã tuyệt chủng mà phần lớn là của thú cổ đại, với cả những đặc điểm của các sinh vật còn tồn tại mà con người chúng ta quan sát được, mối liên hệ giữa rồng và khủng long là rất ít. Thật ra thì kể từ khi khủng long và một số nhóm bò sát cổ đại được tìm thấy, chính hình tượng rồng lại chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ những khám phá liên quan đến các nhóm động vật đã tuyệt chủng từ 66 triệu năm trước. Một số họa sĩ đã vẽ rồng của họ giống như những loài khủng long chân thú như T-Rex với chi trước nhỏ hơn nhiều so với chi sau. Một số hình tượng thì lại được các họa sĩ bỏ đi chi trước, thay vào đó họ để cho con rồng của mình di chuyển bằng khuỷu cánh giống như cách di chuyển của các loài rực long. Nói tóm lại, quan niệm cho rằng loài rồng trong lịch sử lấy cảm hứng từ những phát hiện về xương khủng long ở thời cổ đại, dù lúc đó chưa ai biết khủng long là gì, có lẽ không đúng. Hình tượng rồng nguyên thủy rất khác với khủng long và cũng rất khác với hình tượng rồng mà chúng ta thấy trên phim ảnh, truyền hình như bây giờ. Sở dĩ có sự khác biệt như vậy là vì đến thời hiện đại, những người tạo ra hình tượng rồng mới bắt đầu tham khảo hình ảnh của khủng long để vẽ nên rồng của họ. Sự trùng hợp giữa long, tức là rồng, và khủng long chỉ là ngẫu nhiên trong cách dịch thuật của người phương Đông khi họ dịch chữ dinosaur trong tiếng Anh mà thôi. Bên cạnh rồng thì xương khủng long cũng từng được một số tác giả cho là nguồn gốc của một số sinh vật thần thoại khác. Chẳng hạn như trong văn hóa phương Tây có hình tượng bàng sư, một sinh vật có đầu đại bàng và mình sư tử, được nhà nghiên cứu văn hóa dân gian người Mỹ Adrian Meyer cho là bắt nguồn từ hóa thạch của những loài khủng long có mỏ như Protoceratops chẳng hạn. Dù vậy không phải ai cũng đồng tình với giả thuyết này và họ vẫn còn đang tranh luận khá nhiều. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và nhớ theo dõi để không bỏ lỡ video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.